Quận Cẩm Lệ vừa tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021. Trong năm qua, các nhiệm vụ chính trị phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ được triển khai đồng bộ, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình với những cách làm hay, hoạt động hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ đã khen thưởng đột xuất cho 13 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, khen thưởng chuyên đề cho 245 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đã tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020.